À, chắc là các bạn đang mong chờ đúng không? Thì clip này các bạn đọc tiêu đề là sẽ biết rồi đúng không các bạn ha? Bây giờ là mình sẽ vượt thử cho bạn Nightmare sẽ như thế nào luôn nha bạn nha. Mình xem coi là mình test lần đầu tiên mình có vượt thành công hay không luôn ha. Đây các bạn thấy nha, chế độ Nightmare. Đây, 1% là được cái cục quýt nha các bạn. Đó, 10 cái gương, 850 game và 10 cái mũ ha. Đấy, và đây mình sẽ cho bạn xem mình vừa được thành công hay không nha bạn nha. Let's go. Hai chào nha, mình là đi đây. Hiện tại là mình đang trong tựa game Anime Defender ha bạn ha. Rồi thì ở clip này, dưới clip này là mình sẽ gọi là quay cho các bạn xem mình đã vượt thành công cái mod mới gì Hall of Mirror các bạn. Đó, nói chung là cái mod mới này, đúng không? Đấy, thì mình đang vượt cái Nightmare và mình vượt gần thành công nữa bạn. Đấy, phải không? Mình cũng không tin được luôn bạn. Với chỉ với hai người thôi nha bạn nha. Đấy, mình sắp vừa thành công rồi, chỉ với hai người duy nhất thôi. Đây bạn thấy nha. Đấy, các bạn thấy là các bạn có thể biết là cái dạng cái đi ải này là game cực kỳ khó luôn bạn, đúng không bạn? Đi là đi cực kỳ khó luôn ấy, không có đùa đâu. Nên là các bạn hiểu là khả năng gọi là qua được Nightmare bạn, một số người qua được Nightmare là rất là thấp luôn các bạn. Đúng không bạn? Đấy. Qua hot các bạn, qua cái chế độ khó ấy đã khó rồi, và cái chế độ mà Nightmare, cái chế độ ác mộng này là khó nữa các bạn, đúng không bạn? Và clip này á là mình chỉ tính gọi là đi chơi các bạn, là đi thử hai người các bạn để gọi là test thử cái khả năng dép được tới đâu, đúng không? Rồi mình ví dụ như mình thua chỗ nào á thì mình có thể gọi là sửa sai các bạn, đúng không bạn? Mình có thể sửa sai luôn. Đây là vậy, nhưng ai ngờ lần đầu tiên đi là mình đi được tới quay 12 trên 15 luôn đó các bạn. Đó, đây chỉ là đi test thôi nha bạn nha. Ô, từ 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 quay mới. Ô, lộn, đường mới, dép. Đường mới ra. Nãy giờ gọi liên thiên không để ý luôn mày. Ô, đẹp đẹp đẹp, vô vô bây giờ bán làm chậm nha bạn nha, bán nhân vật đóng băng ấy, đặt qua đây phụ lẻ, đẹp 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 đấy bạn nha. Mình chỉ đi đúng có hai người thôi nha bạn nha, chỉ đúng có hai người thôi à. Bán xung bên kia luôn, bán xung bên kia đi. Đó, nói chung là đi bên này là phải gọi là chiến thuật lắm nha bạn nha, đi với dạng không gọi là phải gọi là chiến thuật lắm luôn ấy, các bạn phải có gọi là chiến thuật các kiểu các bạn mới có thể đi được ha, tại vì như góc đặt nữa bạn. Và một cái nữa bạn là tỷ lệ phải hên cực kỳ cao nha bạn nha. Tại sao gọi là tỷ lệ hên? Tại vì các bạn thấy nha, những cái đường các bạn, phải không? Những cái đường nè, phải đi ra gần nhau phải không? Phải mọc ra gần nhau á thì may ra mới dễ. Còn nếu mà cái đường như là các bạn thấy là cái đường mà mọc chỗ này chỗ kia mà cách xa nhau quá các bạn là sẽ không dễ đâu nha bạn nha, sẽ đi cực kỳ khó luôn. Đấy là vậy. Thì clip này mình quay cho bạn xem là cũng là gọi là may mắn các bạn. May mắn là tại sao? Tại vì mình được những cái đường gần phải không? Đó, như hai đường này gần nè. Với lại ba cái đường bên kia phải không, sát nhau luôn kìa. Đấy, ba cái đường bên kia đều sát nhau luôn nên là cũng đỡ các bạn, chỉ có cái đường vàng với cái đường xanh lá kia các bạn là lẻ nhau mà đấy, nên hơi cường một chút ha. Là vậy thì nếu mà clip này mà mình thành công nha bạn ha, thành công vượt qua được cái ải Nightmare này á, thì các bạn nào muốn xem một gọi là full đó bạn, full là mình đi từ quay 1 cho tới quay 15 luôn hay không, đấy đẹp luôn từ đầu tới cuối cho bạn xong hay luôn hay không, thì các bạn hãy comment ý kiến bên dưới các bạn ha. Tại vì ở clip này là mình như mình nói các bạn ha, clip này là mình chỉ test thử thôi, test thử coi hai người á có thực sự là vượt được hay không, đúng không? Và có gọi là có chiến thắng được cái ra cái quay cái này me này hay không, ai ngờ là chiến thắng được đó bạn. Và mình cũng mình với lại bạn kia cũng biết cách đó bạn, biết cách để vượt rồi các bạn. Đấy là vậy, nên là ở clip sau bạn nào muốn á thì các bạn hãy comment ý kiến bên dưới mình biết là clip sau mình sẽ đi full từ đầu tới cuối luôn nha bạn ha, hướng dẫn các bạn cách đặt và bút tiền các kiểu để các bạn vượt qua được Nightmare luôn ha. Đấy là vậy. Nhưng mà cái quan trọng đó bạn, cái quan trọng là các bạn phải có xíu địch kìa, thật sự luôn. Tại vì những nhược xíu của địch các bạn khá là mạnh đó bạn, nên mới đép nổi thật sự luôn. Mình không biết admin tính sao ha, thật sự là vậy. Mình không hiểu admin tính làm sao ấy, tính làm sao mà khó cho người chơi free á bạn. Nếu mà thật sự là mình nói là chơi free là không bao giờ mà vượt nổi luôn, em nói thật. Đấy, chơi free là khó vượt nổi lắm bạn, thật sự luôn. Hoặc là các bạn phải loại là cày chăm lắm luôn á bạn, các bạn phải chăm cày lắm luôn á, các bạn tích game á xong các bạn đi mua giống mình đó bạn. Đấy, mình là mình như mình hướng dẫn các bạn cách bán đúng không, bán và trả góp rồi đúng không bạn. Đó, mình thì mình mua được Sung nè, còn Gozo thì mình bán trả góp các bạn, còn Hakiri thì mình ra vô tình đó bạn, vô tình. Ô cái à, bên này có Gozo đấm bạn ơi, Gozo của bạn kia đấm hơn quá. Đấy thì Hakiri á thì mình mới vừa săn sale ở ngoài được các bạn ơi, săn sale ở ngoài server thưởng các bạn, săn sale như Hakiri mình mua bạn kia bán có 200 mấy, 210 game các bạn. Đấy, có 210 game mà săn sale lẻ luôn các bạn ơi, mua vội luôn mà. Đấy là vậy.
Phải vội luôn bạn, phải vội luôn đấy. Nói chung là mình cũng có đầu tư một chút đó các bạn, phải có đầu tư như bạn nha, chứ thực sự nếu mà cày chay không thì cũng rất là khó. Ồ, cái đường mới đó bạn, thực sự là cày chay không mà được xúi rịch các bạn nhiều á thì cực kỳ khó luôn. Nó là điều mình nói thật là điều gọi là hiếm lắm luôn các bạn, gần như là không thể ấy. Thật luôn đấy là vậy, nên là phải đầu tư một chút nha bạn nha. Tại chơi game thì nên đầu tư một chút cho nhà phát triển các bạn mới phát triển được game, nhưng không ngờ là nhà phát triển này hút ghê quá các bạn ơi. Thực sự là đi cái nải Nightmare này á, các bạn chỉ có 1% drop ra cái quiz thôi nha các bạn nha. Đấy, 1% drop cái đó thôi mà đi đã khó rồi mà drop có 1% nữa bạn. Đấy, là những người mà có được nhân vật nô 8 bạn, mình nghĩ là sẽ nạp khá là nhiều tiền đúng không bạn ha. Đấy, nên là vậy. Hơn là cái lần đi này của mình là mình test thôi bạn đó, nên mình đi cứ check vậy không, cứ đi check vòng vòng cho chắc nè. Sợ lọt các bạn, lọt phải đi lại cực lắm, 14 trên 15 rồi nè. Thấy chưa, cố lên em ơi, cố lên đấy đấy, cứ đi vòng vòng bút nâng 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 các bạn, cố lên em ơi. Chỉ với hai người thôi nha bạn nha, bạn lối nhà bạn hết nãy giờ không, chỉ với hai người thôi là mình vượt thành công cả Nightmare ha bạn ha, đã vượt thành công cả Nightmare luôn, chỉ với hai người thôi. Mình cũng không ngờ là mình vượt luôn các bạn, nhưng mình nói lúc đầu đấy mình chỉ tính mình với là bạn này là đi test thử các bạn đúng không bạn, đi test thử đó. Ủa, còn 2 phút nữa thôi, yes. Không ra quái nữa bạn, mấy cái nổ 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 vậy là không có ra quái nữa nha các bạn nha. Quái sẽ không có ra nữa đâu. Là bây giờ mình tiêu diệt hết quái ở trong map này là mình win đó các bạn. Đấy. Nên là mình tính thử thôi bạn, đi test thử đó, ai ngờ là vượt thành công thiệt nữa bạn. Ôi, không tin được luôn bạn, mình cũng không tin như mắt mình luôn ấy. Ha, đấy. Nên mình mới nói là cái điều quan trọng là phải có xíu địch các bạn, thật sự là không có xíu địch là không không vượt nổi đâu, thật sự luôn, không thể nào vượt nổi luôn. Mi thích không đi nổi bạn ơi, thật sự. Cái map này mình thích không có đi nổi. Nightmare nha bạn nha, mình đang nói là Nightmare đó, là ác mộng đó các bạn, là mình thích đi không nổi. Chỉ có mình thích thì các bạn muốn solo mình thích đấy thì mình nghĩ là đi easy được thôi à. Normal mình cũng không biết được hay không nữa bạn, mình nghĩ là easy là được lắm rồi. Thế là vậy rồi, cố lên mọi người ơi, cố lên cố lên cố lên. Ủa đâu phải đâu, ủa quá nhẫn ra mà bạn. Vậy hình như là cái bụp 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 đó của con boss các bạn, à của con boss các bạn ơi, mình nhầm của con boss nó sử dụng ha. Trời ơi, ủa bạn nhìn cái boss xài lâu quá vậy, phải ai à, nhắc gì ta. Rồi khuya rồi bạn ơi, khuya rồi, có người nhắc ơi. Đấy rồi, cố lên cố lên cố lên, 5-3 giây nữa thôi, cố lên, sắp vừa thành công rồi mọi người ơi. À là có hai người à, các bạn ơi sắp vừa thành công rồi các bạn ơi. Vậy chưa, các bạn có thấy 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 mình thích quan trọng ở lộn nhân vật xíu đình quan trọng như thế nào phải không nè, như là Gojo phải không nè. Mình ví dụ cho bạn thấy luôn đó, là một nhân vật Gojo là có thể đép được cấp 3 đường luôn bạn, 3 đường cộng lại là một mình Gojo đã đép được luôn rồi. Nightmare nha bạn nha, đây là Nightmare luôn đó, là mình mới nói là cái tầm quan trọng của xíu rịch là vậy đó các bạn. Chứ mi thích thật sự là mi thích là đi khó lắm luôn ấy. Đấy, mình không biết là nếu mà cầm nhiều mi thích á, đi nhiều người có thể đép nổi hay không nữa, nhưng mà hiện tại là mình mới test lần đầu tiên các bạn, đây là quay đầu tiên. Ôi trời, game cộng 37 kìa, wow, mới thấy game cộng 37 luôn mày đúng không bạn. Đấy, tại vì mình đây là lần đầu tiên mình đi test thử luôn, lần đầu tiên test thử Nightmare luôn nha, bạn nhớ cho mình nha, lần đầu tiên vượt thử Nightmare luôn và thành công nha bạn nha. Đấy, mình cũng không ngờ các bạn. Tính đi test thử vui vui thôi để gọi là lập ra chiến thuật các bạn, chiến thuật đi, nếu mà thua thì lập ra chiến thuật lần sau, để ví dụ như đặt ở đây sớm sớm nè bạn đúng không ạ, đó, hoặc là được búp tiền đặt thêm vật ở đây đó, cái kiểu vậy. Ai ngờ thành công thiệt đó, thành công hết rồi các bạn, ui không tin vào mắt luôn. Còn vài con boss nữa là xong rồi bạn. Yes. Đã quá. Lần đầu tiên để xem có ra được cái cục quýt hay không nha bạn ha. Cái cục đó cực kỳ khó ra luôn bạn. Mình cứ tưởng là đã Nightmare này khó rồi đúng không? Thì admin ít nhất phải cho ra, ít nhất là phải cho đi ra một cục đúng không bạn? Cứ mỗi lần Nightmare ra một cục luôn, nhưng không. Không bạn ơi, 1% là drop. Các bạn muốn có 100% các bạn chỉ có bỏ Robux thôi các bạn. 249 Robux là một cục. Trời ơi, admin hút máu kinh khủng thiệt. Đúng là nên đầu tư các bạn, đầu tư cho nhà phát triển có thể làm được để nhà phát triển game các bạn. Đúng là thiệt, nhưng mà hút máu quá thì không được ha. Đại bạn nha, 850 game. Đó, 13 cái gương luôn. Đây là chế độ Nightmare nha các bạn nha. Đấy, Nightmare real luôn nha các bạn nha. Đấy, rồi mình nghĩ là kết thúc đây tại đây ha. Hẹn lại các bạn những clip sau nhé, coi cho thi. Bye bye.